Rồi, thời gian 1 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Vô, mình vừa gấp và vừa hát không được á. Ui. Em nghĩ là mình nếu mà để tập trung hơn thì em nghĩ là em nên tập trung vào việc gấp đậu chán nghề đúng rồi. Ồ, xếp nhanh lắm nha, Lisa, nhanh lên. Rapper. Rapper là kiểu là cái kiểu mà mỗi lần mà đọc rap em thấy không? Mình đọc rap vậy nè. Lis, em ổn Lis. Ôi nó. Nè. Anh sàng đậu cho hai đứa dễ lựa. Ôi. Trời ơi, như một thiên thần vậy đó. Trời ơi. Tôi như một thiên thần. Mặt tụi mình không có hề ác nha. Không hề ác luôn. Mặt tụi mình không hề ác nha. Quá thân thiện. Em đừng có nhìn gần như vậy, nó rất là khó luôn. Thì em cận mà, em cận mà. Còn cái thiên sắc chưa? Chúng ta còn thời gian là 10 giây đếm ngược nha. Trời ơi. 9 5 Eo ơi. 3 4 2 7 2 299 199 195 và hết giờ. Chúng ta sẽ cùng hỗ trợ hai bạn đếm đầu nha. Chúng ta chỉ việc nghiêng đầu về một phía chúng ta sẽ biết ai nhiều hơn liền. Nhìn như vậy là chúng ta cũng biết được là Osef đã chiến thắng trong vòng thi này. Vậy là Osef ơi, bây giờ em có một cái quyền mà gọi là tội như là quân vương vậy đó em. Em được lựa chọn người đội trưởng sẽ đồng hành với mình trong căn bếp vui nhộn.